Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình Shop Beta Coffee nha anh em ơi. Wow, hôm nay mình lên cho anh em rất là nhiều mẫu như Nemo, Galaxy và Fancy ha. Thì sẽ đồng giá là 39k một con nha anh em. Đó. Anh em nào mua hàng thì cứ bấm vào giỏ hàng bên dưới video để đặt hàng trên Shopee ha. Nói chung là 39.900 đồng nha anh em. Tại giờ anh em biết không, nói chung bán cá thì không có lời nhiều. Thật sự với anh em là như vậy. Mình làm cái số cho nó đẹp đẹp, chơi cho vui thôi, chứ thiệt ra phải gánh rất là nhiều chi phí ha. Mặc dù là giá nó đã rẻ hơn so với thị trường rất là nhiều rồi đó. Tại vì mình được cái là nguồn hàng nó tốt anh em. Nguồn hàng nó tốt, nguồn hàng đẹp ha. Tại mình hợp tác với các trại, hàng đẹp mà giá rẻ, giá cả phải chăng cho anh em ha. Nè anh em thấy không, một con full màu nè, rồi đuôi tốt nè, mà giá chỉ có 39.000 thôi. Anh em nhanh tay ha. Cái phân si thì nó không bằng được. Phân si thì do là cái gen nó thứ nhất là cái size nó nhỏ. Nếu mà muốn nuôi nó bự thì nó sẽ cảm giác là nó hơi già già ha. Nếu mà size nó bự nè, nó sẽ cảm giác là già hơn so với những cái dòng Nemo. Anh em cũng thông cảm cái vấn đề đó ha. Thì có thể là do cái nguồn nước hoặc là do cái trại họ làm đợt này nó không được tốt ha. Nhưng mà mình nghĩ là dòng phân si thì thật sự là nó size nó nhỏ hơn so với mấy dòng khác thiệt ha. Đó. Nemo thì ok. Đó, Nemo thì quá ok rồi. Size tốt, màu đậm, đó, form cũng tốt luôn. Cũng có một vài con, ví dụ giá 29 hoặc 39 thì sẽ có một vài con size nhỏ như con này. Đó, con này cũng size nhỏ nè. Size nhỏ thì anh em cũng có thể thấy được cái da vẽ nó rất là mượt. Đó, nói chung là gái 18 mà, thấy không? Rất là mướt mát ha. Còn những con mà già hơn là đó, giờ da vẽ nó có vẻ là nó hơi nhăn nhăn ha. Con này thì size nó trưởng thành hơn. Đó, nó dài dặn hơn đó. Con đó là con Fancy vảy rồng nha anh em. Ô quên, Galaxy vảy rồng. Vảy rất là dày. Thì có mã số nè, anh em cứ việc bấm vào link dưới video, nó sẽ dẫn tới Shopee, nó có mã số trước sau. Ví dụ như mã số nào anh em bấm vô được là có thể mua được. Mã số nào anh em bấm không vô được là có người mua rồi. Mã số nào nó hết con phía trước và hết con phía sau, nó sẽ mất luôn, nó không hiển thị. Đó thì có một số anh em cũng đang thắc mắc là sao không có. Thì nó Shopee nó đang làm gọn lại, nó làm cho anh em dễ dàng đặt hàng. Đó. Thì mình cũng sẽ nói là cái đợt vừa rồi làm một cái chương trình ủng hộ bà con miền Bắc, thì mình nhận được rất nhiều sự đồng tình và ủng hộ của anh em, nên dẫn tới là cái đợt cá mình bán nó gần như là sắp hết sạch luôn. Bán rất nhiều anh em, hôm trước một ngày thôi là bán nửa đợt, qua ngày hôm sau nữa anh em mua gần hết luôn. Đó, mình rất là vui vì cái tinh thần mà yêu nước yêu đồng bào của anh em, giúp đỡ tương thân tương ái với nhau ha. Thì mình cũng xin công bố với anh em là đợt đó là mình bán cũng hơn 2 triệu đó, mình bán hơn 2 triệu. Tại vì một đợt nó chỉ có 2.4 triệu thôi, đợt đồng giá 60k thì 2.4 triệu, mình bán hơn 2 triệu thì cũng gần đó rồi. Thì nhưng mà mình đã đóng góp trước đó là 5 triệu, mình ứng ra là mình không cần biết là mình bán được bao nhiêu, nhưng mà mình đóng góp trước 5 triệu đi đó. Thì mình biết là đợt đó dù có bán hết, mình có đem bán sạch hết thì cũng chỉ 2.4 triệu thôi đó, mình cũng không quan tâm là mình bán được bao nhiêu. Với tinh thần là giúp đỡ cứu người hơn cứu lửa, nên mình đã chuyển khoản trước 5 triệu nên mới có cái view 5 triệu đấy. Thì trên tinh thần đó là hy vọng là nhận được sự đồng tình ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa bằng những cái like, cái chia sẻ để mọi người cùng chung tay. Ví dụ như chúng ta có một sự đam mê về cá beta, nhưng mà chúng ta cũng không quên cái nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái đối với bà con đang gặp khó khăn ha. Mình chơi thì chơi, nhưng mà mình vẫn có tinh thần giúp đỡ mọi người để giúp cái phong trào cá beta của chúng ta càng phát triển và vững mạnh ha. Hy vọng là nhận được sự tương tác của anh em nhiều hơn, like, share hoặc chia sẻ, comment một câu gì đó ý nghĩa, thì mình rất là biết ơn anh em luôn. Đó, một cái comment của anh em, một cái like của anh em, một cái chia sẻ của anh em là một cái động lực rất là lớn để shop mình có thể làm thêm nhiều video ý nghĩa và hay hơn nữa. Thêm thời gian sắp tới, thấy không? Mình sẽ củng cố lại nhân sự
đó để giúp ra đặt cá chất lượng hơn và làm mini game cho anh em nhiều hơn. Tại vì một cái nhân sự những cái con mà nó buồn buồn như thế này anh em có thể bỏ qua nha, chúng ta không mua nó cũng được. Tại vì nguyên một dàn thì không thể nào đảm bảo là nó sung hết được những con sung thì chúng ta mua, giống như là con phía trước này 248 phía trước, 249 phía trước thì anh em có thể mua, còn 248 phía sau và 249 phía sau hơi bùng bồ anh em có thể bỏ qua đó. Chúng ta sẽ lựa chọn những cái hàng tốt nhất, hàng đẹp nhất để chúng ta mua Nemo Galaxy đó, rồi Nemo Black Nemo đó, hàng 39.900 đồng thì giá nó đã rất là ok so với những cái vào con phía sau như là hơi chất lượng nha anh em, hơi chất lượng nha, form tốt nha, quá đỉnh luôn. Con phía trước cũng không kém cạnh luôn, có xì ta nè, nó dữ dằn luôn, trời ơi đuôi móc luôn anh em ơi. Nó size hơi mini, size hơi nhỏ xíu nhưng mà nhỏ nhỏ chứ nó cũng bằng con phân si anh em, thấy không? Nó cũng không nhỏ lắm đâu, shop mình bán thì tại vì mình cảm quan là mình bán cá bự nhiều quá rồi nên mình sẽ thấy là những con nó hơi nhỏ đối với mình thôi. Còn nếu như mà anh em mà mua mấy shop khác rồi anh em mua shop mình thì anh em sẽ cảm thấy là cá của mình bự hơn của shop khác chút xíu. Không tin thì anh em cứ thử ha, cũng tùy shop chứ mình không nói là tất cả các shop khác đều bán size nhỏ ha, nhiều shop cũng bán size bự lắm nhưng mà mình thấy đa số là như vậy. Tại vì những cái shop mà người ta nổi lên á, chủ yếu là do người ta tự ép anh em. Bây giờ ép cá cũng dễ mà đúng không, người ta tự ép người ta tự bán, mà khi người ta tự ép á, người ta sẽ không có kinh nghiệm nuôi nên cá của người ta hơi nhỏ. Còn ở đây thì mình hợp tác với trại cá thì các trại cá họ thường là họ biết cách nuôi và họ nuôi với số lượng lớn, họ cho chăm sóc và cho ăn nhiều nhiều lần trong ngày nên size nó họ sẽ to hơn so với dạng như cá nhân mình nuôi đúng không. 253 ha, 253 phía trước phía sau, anh em thích con nào thì chúng ta bấm vào chúng ta đặt hàng. Rồi ở đây thì mình có là Black Nemo nữa nè, Black Nemo 40k và dòng Dumbo Lavender. Đấy, Dumbo Lavender 40k thì nó sẽ tệ hơn so với cái dòng 60k chút xíu, tay nó nhỏ hơn đó, nhưng mà nếu anh em không quan tâm về cái vấn đề đó quá thì chúng ta có thể chọn những con này ha. Còn đây là một cái con mà Galaxy ánh Cooper nha anh em đó. Galaxy ánh Cooper nè, nói chung là dạng gì 50-50 á. À, có cái ánh Cooper nhưng mà không quá nổi bật, nó trong bầy Galaxy Cooper. Rồi phía sau là chúng ta là một con phân si ghép ghép thịt nha, để mình quay rõ cái đuôi nó ra nó đẹp nha, đẹp đó, đuôi đều, nó không có bị cong. Thường mấy cái con nó hay bị nhưng mà cái con này thì không nha. Wow, xuất sắc nha. Rồi ok, chúng ta sẽ qua mẫu mới. Đây là phân si Cooper, đợt này lên được một con thôi anh em ơi, 40 thì lên được một con thôi nha. Đó phía sau cũng là một cái dòng multicolor nè, fire nha anh em ơi, lửa nè anh em. Cái mấy cái vây nó xung quanh đó anh em, nó bùng cháy bực lên như lửa vậy đó. Thì để coi con fire này của chúng ta được mấy con nha, mình hình như mình được 2-3 con gì á. Nè đây là một con nè, con phía sau ha, còn đây phân si Cooper phía trước nè. Con si Cooper này là Cooper toàn chân thể luôn nha anh em, đó từ đầu tới đít luôn. Đây cũng có một con fire nữa cho anh em nè, thích sưu tầm fire thì chúng ta lựa chọn một trong hai con này, 256 trước sau nè đó, 256 phía trước, 256 phía sau và 257 phía trước. Con phân si ghét thì ở phía sau là đầu chọc nha, Dusita đó, 60.000, 40.000 nha anh em, 39.900 đó, làm số cho nó đẹp lại tí xíu thôi. Rồi tiếp tục của chúng ta là một con mái, từ số này trở về sau là mái nha. Phân si thì đợt này mình lên được 2 mẫu mái, Galaxy cũng được 2 mẫu đó, nói chung là mình chỉ lên được 3 mã số mái thôi, mái thì không có lên nhiều. Con máy phía sau là con máy Zalo, mà cái Zalo này ngộ lắm anh em, Zalo cam cam nha, Zalo cam. Nó vừa pha trộn giữa màu Zalo màu cam anh em, cam nhạt cũng được, hoặc là anh em có thể nói vậy, nhưng mà mình thấy là cái màu Zalo nó chủ đạo hơn.
với lại là nó có một cái viền đen ở phía đuôi. Con này size nó cũng tơ nên khả năng là nó sẽ còn lên màu nữa. Đây Dumbo thì có một con gồng vàng, có một con mà hết trống rồi, rất là tiếc luôn. Đó, gồng vàng mái nha, đây là mái nha, từ số này cho sau là mái nha. Nè, cam thì phải đúng, này là đúng chất màu cam nè. Đó, 40k con này đẹp, full màu luôn. Còn đây, đây mái phân si. Đó, mái phân si này là đầu chọc nha, gác chọc nha anh em. Nè, gác chọc của Sita nè, bụng căng trứng luôn. Anh em nào thích thì hốt nha. Ép phù hợp cho tất cả các loại phân si trong đợt này luôn, nên anh em mua con nào cũng được. Con này thì nó sẽ nghiêng về máu Indo, kia thì nghiêng về máu máu Thái ha. Máu Thái thì nó sẽ là mình đỏ, nói chung là quay ớt á, quay ớt anh em. Đó, nghĩa là cái vảy trắng ha, mình đỏ vảy trắng, đầu đỏ vảy trắng, đầu đỏ vảy xanh thì sẽ máu Indo nè, như đầu đỏ vảy trắng nè ha. Đó, anh em có thể ép, ví dụ như anh muốn pha máu Indo với Thái lại vẫn được ha, không sao cả. Rồi con này thì fire nữa nè, cũng fire multi color luôn. Rồi phân si copper. Rồi ok, anh em nào mua bấm vào link dưới video để đặt hàng nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi xin chào anh em nha, hôm nay mình có 3 con cá là Hán đó, mình muốn giới thiệu cho anh em trước khi mà mình giới thiệu cái đợt cá beta nha. 3 con cá là Hán thích hợp cho anh em làm giống luôn nha, quá đỉnh luôn, size rất là khủng luôn nha anh em. Size cỡ một bàn tay của mình á, rất là khủng luôn. Tài bự nhất từ trước tới nay mình bán luôn nha. Tại những con này là cá giống của cái chạy cá luôn. Đó, cam pha nha anh em. À, thấy không? Tài rất khủng nha. Chấm là chấm Thái Châu lại cam pha, còn mái là cam pha luôn. Nè, ba con. Thì bình thường mình sẽ bán là anh em muốn mua lẻ thì mua nha, mua hết thì mua. Có ba con thôi. Đó, giá 500 ngàn một con luôn, quá rẻ luôn nha. Giá 500 ngàn một con luôn nè, một chấm một mái ha. Trời ơi, mái sai giống nha, 500 ngàn một con luôn. Rồi nè, đây mái luôn, ba con luôn, con nào cũng 500 hết. Đây em muốn mua nào mua đó, ba con, ba con 500k một con. Rồi anh em mua hai con phải không, hai con là 1 triệu, tặng anh em luôn con cuối đó. Chứ bây giờ anh em quất hai con này mình bán mình không có cá ha, mình không có con nào mà bằng để có thể ép đẻ được với nó. Đây là con mái, đây là con mái, đây là con chấm. Con chấm này á, đợt vừa rồi ép bị con cá mái nó cắn, nó gách đuôi, nó đang lành lại. Anh em dòm nó đi nè, dòm cái mặt nó đi, dòm cái mặt nó ngầu ghê không. Nó dòm nó dãy rồi này kia, nó lõm là do là cái tuổi già đó anh em, tuổi già nhưng mà rất là sung nha. Nè, rất là sung, đưa vô là ăn sung lắm luôn, chứ không phải già mà yếu nha. Tuổi này là tuổi già nhưng mà già là già gân, già sung đó. Anh em làm giống ép được, còn ép được nha, chứ không phải khơi nó. Mình năn nỉ lắm, chạy cá người ta mới để cho mình đó, mình tính tập nuôi, mình tập đẻ luôn, nhưng mà thôi bây giờ trong quá trình mình đẻ phải không, anh em nào mua thì mình bán cho anh em giá đó, còn anh em không mua thì mình đẻ luôn, tại mình cũng không có thời gian, mình tính đẻ mình tính tập đẻ thử đó. Mình năn nỉ chạy cá người ta chia lại, mình tính tập đẻ thử, tập nuôi chơi, có clip quay cho anh em, mà công việc nhiều quá không có thời gian bán luôn. Thấy không, cam pha anh em lên màu dữ dằn không. Trời ơi, máy bình thường ai bán, ai mà bán cái máy này, em mua 3 con 1 triệu nè, 3 con 1 triệu nha. Rồi giờ 500 ngàn con, anh em muốn mua lẻ mình bán luôn, lẻ hai con này luôn, bán luôn. Mua lẻ một con thì bán, con thấy không, một con thì bán, con này bán 500, con này bán 500, con này bán 500, mua nào mua. Mà lỡ mà anh em mua hai con chấm máy mình tặng luôn anh em một máy luôn, ok chưa. Anh em mua hai máy mình tặng anh em chấm luôn đó, ok chưa. Là ba con 1 triệu đó, tính ra là con 300 mấy chục ngàn, quá rẻ luôn, thật sự quá rẻ luôn nha. Đó, chỉ có ba con thôi, còn kia phía sau nó nhỏ lắm, kia là con cá nhỏ mà cam pha nhỏ, thấy không, kia là không có bán, kia là không bán không tặng gì hết, kia nó cũng không đẹp bằng nữa. Ba này quá đỉnh luôn. Anh em nào chốt đơn thì nhớ alo mình nha. Đây là dòng cá có cái tên rất đặc biệt, Samurai, một chiến binh huyền thoại của Nhật. Nghe có vẻ ngầu nhưng tụi nó còn nhỏ rất dễ thương, có thể nuôi chung rất hòa thuận.
hiện shop đang có hai dòng Samurai đen và xanh, lâu lâu có xen chút đỏ. Giá thị trường cá phơm của dòng cá này dao động từ 60 cho tới 200 ngàn một con, nhưng do hiện nay chạy làm số lượng lớn nên giá cực kỳ rẻ cho anh em săn hàng. Anh em chỉ việc chịu khó về phơm một thời gian là có thể bán được ngay. Giá tại shop cho dòng thủy sinh này 5 con 75k, phí ship 30k, 10 con 130k, free ship. Có chóp máy đầy đủ cho anh em về nuôi phơm và làm giống. Hãy kết nối với tôi nếu bạn cần. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.